Rồi chuẩn bị vô này, 20 phút đập luyện bớ. Giữ lưng thẳng lên, lưng thẳng lên, lưng thẳng lên. Rồi bước đi đi. Thăng bằng vô. Bước trong cái ô đó thôi, không có bước ra ngoài nha. Bước dứt khoát lên, nhanh xuống thấp dứt điểm lên. Rồi chạy một vòng xong qua hướng bên kia, đi về vị trí đó. Bước tiếp, nhẹ nhàng cái mũi chân, sải dài bước chân ra. Rồi bước tiếp, tốt, lưng thẳng lên, ưỡn ngực lên. Rồi chạy. Lòng 3. Từ trên hơn rồi đó. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ráng lên, ráng lên, không có để sụp. Ráng lên, dài chân ra, dài chân ra. Ráng lên. Nào. Rồi, chạy. Go, một vòng. Rồi, clap chắc. Vỗ tay. Rồi, 30 cái, vô. Em ơi, ok. Rồi, ra đây, nằm xuống. Đá chân luôn phiền. Tập bụng. Rồi, xuống. Nằm xuống đất tập luôn. Nhanh, nhanh đi, nằm xuống đất tập. Vô, mau. Rồi, nào. Chờ mọi người lên luôn, chờ mọi người lên luôn. Tiếp. Chầm vừa thôi, chầm nhẹ cái cổ lên thôi. Rồi 5 cái mỗi bên nữa. Nào, hết biên độ từng cái một. Hết biên độ, em đá chậm lại cho anh. Từng cái một, hết biên độ làm lại. Biên độ rộng ra, cái biên độ chân rộng ra. Dứt điểm. Rồi ok, đứng dậy. Chống tay, bước lùi chân về phía sau. Bước lùi nè, đứng dậy, đứng dậy. Bước lùi xuống, di chuyển lên. Đứng tại chỗ. Rồi, rồi mỗi bên chân 10. Rồi. Ráng sức nha. Đủ chưa? Thăng bằng nào, tay chống eo nào. Tay chống eo, tay chống eo đi. Tay chống eo đi. Rồi tiếp. Một cái nữa. Rồi ok. Rồi thở đi, uống miếng nước. Trong 2.
Rồi, clap chat nhanh. Rồi, tốt. Bà mơ rồi, nằm xuống nãy chân luôn phi. 10 cái mỗi bên. Nào. Vô. Tốt. Đó, vậy đó. 3 4 Ráng lên em. Vô bụng nhiều đúng không? 5 6 Tiếp tục 7 Ráng lên. 8 9 10 Rồi, đứng dậy. Bước lùi. Chín, tốt quá. 10, tốt, tới. Mười ba, mười bốn, rồi một cái nữa. Ok rồi, đủ rồi, tốt. Rồi, thở đi, thở đi.